Minh Triệu đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Ogivan. Đây là một chiếc khá là đẹp, sản phẩm của chúng ta nằm trong cái phiên bản là Ogivan Bát Mã Truy Phong, với hình ảnh 8 chú ngựa rất là oai phong và dũng mãnh. Chúng ta có thể thấy là những cái cơ bắp nổi trên phần thân cũng như là phần phần đầu chú ngựa toát ra rất là nhiều những cái thần thái khác nhau. Đó, chúng ta thì thấy ạ, từ khuôn mặt, đôi mắt. Chiếc này của chúng ta làm phiên bản giới hạn toàn cầu, có 999 chiếc toàn cầu. Và chiếc này của chúng ta mang số thứ tự là 359, và điều đó thể hiện rõ thông qua vị trí góc 5 giờ anh em nhé. Chúng ta sẽ có Squidmate và Diamond. Chiếc này của chúng ta được gắn 11 viên kim cương ứng với các cọc số, và đây là những viên kim cương được Ogivan tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Toàn bộ chấu giữ kim cương của chúng ta cũng được làm bằng thép 316L và được mạ PVD Rose Gold để nó ăn khớp với phần thân vỏ. Đó. Chúng ta sẽ có bộ kim thiết kế dạng kim nung xanh, và để lên được màu xanh của kim nung này thì đòi hỏi các nghệ nhân về chế tác phải nung ở nhiệt độ rất là thích hợp thì mới lên được màu xanh tuyệt vời như này. Đây là một trong những cái bản rất là hiếm của Ogivan với hình ảnh 8 chú ngựa. Nó không chỉ có cái hình ảnh đẹp về cái giá trị thẩm mỹ, mà nó còn chứa đựng rất là nhiều những cái giá trị nghệ thuật cũng như là những cái giá trị nhân văn. Hình ảnh 8 chú ngựa này thì sẽ mang lại cho anh em rất là nhiều sự may mắn, thuận lợi trong công việc, rất là thích hợp cho anh em nào chúng ta đang làm kinh doanh thì nên có cho mình một chiếc Ogivan Bát Mã Truy Phong này. Đó. Chúng ta sẽ có vị trí lộ tim open heart nằm tại góc 12 giờ. Nơi này chúng ta sẽ có viên đá ruby cùng với hệ thống vành tóc chuyển động rất là mượt mà. Đây là một thiết kế skeleton. Đó, phô diễn ra những chuyển động của một cỗ máy cơ khí. Vị trí góc 12 giờ sẽ là dòng chữ Ogivan. Và chiếc này của chúng ta với cái đường kính kích thước là 40mm, độ dày là khoảng độ 9.5. Cùng với cặp lung càng thiết kế quặp số như này thì khi anh em lên tay nó sẽ ôm trọn với cổ tay của chúng ta. Anh em cổ tay lý tưởng để đeo chiếc Ogivan này từ 16 đến 16.5cm trở lên sẽ rất là đẹp. Mặt kính sử dụng sẽ là một cái mặt kính sapphire nguyên khối giúp anh em tránh được vết xước. Toàn thân của chúng ta thì được thiết kế đặc trưng của Ogivan rồi, với một cái niềng benzen thiết kế dạng cạnh khía, răng cưa, dạng niềng băm này thì thực sự nó tạo điểm nhấn cực kỳ luôn. Và đồng thời nó cũng giúp anh em tránh được vết xước, nó sẽ không để lại những cái vết xước như một niềng trơn ạ. Vị trí góc 9 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Ogivan này, được hoàn thiện khá là tỉ mỉ. Một cái núm skill down nằm tại góc 3 giờ, và đây là một cái núm có một cái logo chú cá nhảy của Ogivan. Và núm này thiết kế dạng núm quả quýt anh em nhé, để tăng phần cổ điển. Đi kèm sẽ là sợi dây, đây là sợi dây da cá sấu màu nâu cành rán. Đây là bộ dây zin trên chiếc Ogivan này. Chiếc này của chúng ta là một chiếc có thể nói là mới đến 99%, có thể khách được tặng nhưng không sử dụng vì ni lông ở phần khóa vẫn còn nguyên vẹn anh em ạ. Anh em thể thấy là bộ khóa của Ogivan với thiết kế khóa đôi, khóa bướm này, nó không chỉ giúp anh em đóng mở dễ dàng mà nó còn làm tăng tuổi thọ cho bộ dây da của chúng ta hơn rất là nhiều so với khóa xiên nhá. Đó. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy Celita SVK200-1. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 26 chân kính này, tần số rộng là 28.800 PPH, và thời lượng trụ cót của chúng ta là khoảng 40 giờ. Với một cái vị trí bài lần bánh xe cân bằng chuyển động rất là mượt mà. Và ở phần sau máy này thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn bộ máy của chiếc Ogivan này. Quả văng của chúng ta với dòng chữ Ogivan 26G-Wheel Squidmate, một chú cá nhảy rất là đẹp với những con ốc nung xanh và những chân kính màu hồng. Phần đáy của chúng ta thì sẽ có một số thông tin là water resistant trên chiếc này là khoảng độ 30m, và chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm này, dòng chữ Automatic Squid và một cái số serie number với dòng chữ là Stainless Steel, là thép không gì. Ở trên này thì bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ hộp sổ của hãng, có thể nói là mới cực kỳ luôn anh em nhé. Gần như chưa có vết xây sát gì cả, tìm được cái vết xước ở trên chiếc này nó rất là khó luôn. Sản phẩm thì đang được bán mức giá retail rất là cao, mức giá 34 triệu. Hiện tại XW vẫn đang bán 34 triệu, và bên mình thì giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, và anh khách của chúng ta đã nhanh tay đặt hàng rồi. Video này thì mình lên sóng cho anh em để anh em có những cái trải nghiệm tốt hơn về bên mình. Đó, anh em hãy chú ý theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của bên mình. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.